tranh cãi 10 sao đắt giá nhất AFF Cup, Thái Lan áp đảo, đội tuyển Việt Nam sạch bóng, dù là đương kim vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam không có cái tên nào góp mặt trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2021. AFF Cup 2021 đang diễn ra sôi động trên đất Singapore. Nhân dịp này, chuyên trang chuyển nhượng Transfer Market đã công bố top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất giải đấu khu vực Đông Nam Á. Dù là đương kim vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam lại không có cái tên nào góp mặt trong top này. Trong khi đó, Thái Lan áp đảo với 7 cầu thủ. Tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2021 với 1. 6 triệu euro Cầu thủ có biệt danh Messi Thái hiện đang chơi bóng tại giải J-League 1 trong màu áo Hokkaido Consadole Sapporo, tính tới thời điểm hiện tại, Chanathip đã ra sân 123 lần cho Sapporo, ghi được 15 bàn thắng và đóng góp 22 kiến tạo. Tại AFF Cup năm nay, Chanathip được bầu làm đội trưởng Thái Lan nhưng không thể góp mặt trong trận mở màn với Timor Leste do phải thi đấu cho đội bóng Nhật Bản và mới chỉ có mặt tại Singapore, xếp sau Chanathip là hậu vệ Dion Kunz của Malaysia hiện đang chơi bóng tại Đan Mạch trong màu áo Midtjylland và được định giá 1,5 triệu euro. Trước đây, Dion Kunst từng có 15 lần ra sân tại đấu trường danh giá Champions League cho Club Brugge. Dẫu vậy, cầu thủ 25 tuổi sẽ chỉ góp mặt tại AFF Cup trong trường hợp Malaysia lọt vào bán kết. Trong top 10 của Transfer Market, Thái Lan còn có 4 cầu thủ khác lần lượt đứng từ vị trí thứ 3 đến thứ 6 là Thiratong Pumaten, 900.000 euro, Thitiphan Puanchan, Tirasin Dangda. 600.000 euro và Supachok Sarachat, 500.000 euro. Cầu thủ còn lại của voi chiến là Sarach Uwoy đứng ở vị trí thứ 8 với 400.000 euro, đáng chú ý, tiền đạo Billy Kescofom của đội tuyển Lào, cầu thủ hiện đang thi đấu ở Liga 2 cho Dunker được định giá 500.000 euro và đứng ở vị trí thứ 7. Biên Maranon của Philippines đứng thứ 9 với 350.000 euro đội tuyển Việt Nam thậm chí không có cái tên nào nằm trong top 20 cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2021. Ba cầu thủ có giá trị cao nhất đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải với cùng 300.000 euro, ốc 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2021, theo Transfermarkt: Market, 1. Chanathip Songkrasin, Thái Lan 1,6 triệu euro, 2. Dion Kungs, Malaysia 1,5 triệu euro, 3. Thira Tong Than, Thái Lan 900.000 euro, 4. Tirasin Danda, Thái Lan 600.000 euro, 5. Thitipan Puanchang, Thái Lan 600.000 euro, 6. Supachok Sarachat, Thái Lan 500.000 euro, 7. Billy Kekkoform, đội tuyển Lào 500.000 euro, 8. Yuoi, Thái Lan 400.000 euro, 9. Ben Maranon, Philippines 350.000 euro, 10. Asnawi Mangkulam. Indonesia 350.000 euro